thương rồi con ơi. Tên gì? Tâm Nhi. Tâm Nhi con. Mô Phật. Có việc gì thế? Có chuyện gì vậy con? Sư phụ, sư phụ ơi, con đã lỡ tay giết chết một mạng người. Mô Phật. Tâm Nhi, nạn kiếp nạn tay. Nạn kiếp nạn tay. Tại con đã nhúng vào máu. Con đã nhúng tay vào máu. Con hãy mau mau rời khỏi ngôi chùa này đi con. Sư phụ. Tâm Nhi. Sư phụ ơi, công lao 20 năm trời dạy dỗ, con đã phụ lòng thầy trong một phút một giây. Mô Phật. Áo nhà chùa con không còn giữ được thì ba lại này con xin từ tả với ân sư. Gọi là những đi lại sau cùng từ bây giờ cho đến mai sau, con xin giá biệt chốn Phật đài, chân thân vào chốn gian lao. Con không biết khi rồi sẽ ra sao, chẳng thương sư phụ lúc tuổi già, phải một mình giữa quan sơ. Con có ra đi vào chốn bụi hồng, thầy chỉ có đôi lời khuyên con, đạo là anh đuốc soi đường, con phải giữ gìn đạo tâm. Sư phụ ơi, kể từ nay con sẽ vĩnh viễn rời xa tiếng nhai, tự giá biệt tiếng kệ lời kinh, mãi mãi không còn được nghe mõ sớm chuông chiều. Mô Phật. Kể từ đây lưu lạc giữa cuộc đời, sẽ lăn lộn với cuộc đời bạc đen và trá, bằng tâm hồn non dại thơ ngây. Áo nâu sòng xin gửi lại thiền môn, vì không còn đủ hạnh để khoác lên người con nữa. Trời Phật ơi, con đã nhúng tay vào tội lỗi, bằng tâm tư không gợn chút lỗi lầm. Tâm Nhi con. Sư phụ, con là đứa học trò mà thầy thương yêu nhất. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xa con, thầy đau lòng lắm. Cầu trời Phật gia hộ cho con. Sư phụ. Tâm Nhi. Sư phụ ơi, 20 năm trước con là đứa trẻ thơ không nguồn không cội, chùa Thiên Nhai là nơi con nương tựa cuộc đời. Nghĩa sư sinh với như quyết nhục tâm tình, rồi hôm nay trong một giờ lại dập dồn bao biên cố, bàn tay hiền lành lại mang tội sát nhân. Con người phát giác là chuyện cũ 20 năm rằng con còn cô một mối thù gia tộc. Trời Phật ơi, con muốn dở tung đầu óc biết xử sự làm sao cho tròn vẹn đạo già đời. Sư phụ. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy nạn kiếp nạn tay. Thầy ơi, thầy ơi, tuy thầy không phải là người tạo cho con nên hình đấng dốc, nhưng mà thầy đã lo lắng cho con, lo lắng cho con từ cái ngày mà con còn nằm lăn lóc trong nôi. thầy ơi, công nuôi dưỡng của thầy, công nuôi dưỡng của thầy còn cao dài hơn con thấy. Rồi lát nữa đây con rời xa ngôi chùa Vĩnh Viên, đời chốn hoàng sợ ai lo lắng cho thầy. Vậy thì ba lại này coi như con đáp đền công ơn dưỡng dục. Con xin Đức Phật từ bi cao cả cứu độ cho thầy được mạnh khỏe vạn niên. Đại quân ơi, đại quân! Tiếng của ai mà nghe quen quen ở đầu phà vậy trời? Trời ơi, đại quân quên đại rồi, đại quân đại là Trần Minh nè. Hình như là đại quân Hiền Đệ. Đại quân Hiền Đệ. Dạ đại quân nhận khỏe đại quân. Mới đi thi về đó hả? Dạ mới đi thi về đại quân. À. Đi thi gì đâu mà về mà mặc rách rưới vậy trời? Hả? Dạ. Để hứa với ta như thế nào? Để hứa với bá mẫu như thế nào? Đi thi là phải lai kinh ứng thí, khi trở về là phải mặc áo trà nguyên. Mà bây giờ mặc áo rách gì vậy gặp ta sao? À, đại huynh sao nãy giờ đệ xin lỗi đại huynh đó. Nói đệ giấu đại huynh chứ đệ đã đổ trạng rồi, đổ trạng nguyên rồi. Dạ. Ta không tin. Đổ trạng nguyên về tới đây thì trưởng ấp ở đây phải biết, đúng không các con kia? Còn cái này im liềm như vậy ta không tin. Trời ơi đại huynh ơi, đệ có còn ai ở đây đâu mà làm rình rang cho dở ràng dòng họ. Đại huynh thông tin thì hỏi hết, đây có ai biết đệ là ai không? Không biết như luôn á. Như vậy là đệ vẫn giữ thâm tình của ngày xưa cũ. Dạ đại huynh, đệ muốn giữ lại thâm tình của ngày xưa cũ đó mà. Khá lắm. Santara là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có Hiền Đệ đấy thôi. Dạ. Bây giờ ta đã bắt đầu thèm rượu. Có bia có rượu gì ở đây hết trơn rồi đại huynh. Hiền Đệ hãy cắt bia rượu ấy đi. Không được đại huynh, đi mua ở quán nghèo ở bên đường kìa. Thôi em nói cho đại huynh nghe, đây là bia rượu này đó. Vô bia rượu này đó là để cũng đã mua ở quán nghèo bên đường. Vậy anh em mình hãy cùng nhau hâm nóng lại chén rượu của ngày xưa. Hiền Đệ, chén rượu của ngài đưa tiền. Giờ đã là trạng nguyên rồi mà vẫn còn uống được rượu quán nghèo Phú Tân sao Hiền Đệ? Uống cho đại huynh. Làm sao mà không uống được đại huynh. Nhưng mà đại huynh ơi, để muốn hâm nóng lại thâm tình của ngày xưa cũ, quay người bản nghèo đã từng rót rượu dặn dò nhau. Áo mão cơn đai sẽ là biển rộng sông sâu, ngăn cách đôi bờ tình tri kỷ. Uống cho đại huynh. Tuy rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị. Xin kính cẩn tay nâng mời tri kỷ mượn chén rượu ngày xưa cho tròn vẹn thâm tình. Hảo bằng hữu rượu đã trạng nguyên, đệ chỉ xin dám uống một mình. Đâu dân rót làm bấn mỗi người nghĩa khí, xin gửi vào đây bằng hương vị của ngày xưa. Gọi áo mão cân đây gửi cho quân hầu Cần, mặc nguyên áo cơ hàng để mừng bạn tương tri. Dây rượu tương vùng đại huynh hãy uống đi, uống chén rượu hôm nay mà nhớ ngày đưa tiền. Hảo bằng hữu. Sanh ta ra là cha mẹ, nhưng mà hiểu được ta chỉ có Hiền Đệ đây thôi. Dạ cảm ơn đại huynh. Uống miệng nha. Uống coi. Rượu Phú Tân An Giang ngon không Hiền Đệ? Ngon phải không? Dạ. Đệ ơi cởi lô áo trạng nguyên, đệ đã đại ta bằng chung rượu quê nghèo. Chung rượu tiền đưa chưa phai lạc gì men nồng. Xin đa tạ do nhiều thẩm cảm sao xuyên tâm hồn dương đồng nghĩa cố tiên. Hơi rượu hôm nay uống miếng tình ngày cũ, sao ta nghe vẫn còn hơi hương tràn nguyên. Rượu đã mất ngon ta chỉ xin dám cạn vài chung nhỏ, rồi lại quay về vui cuốc bầm cài sâu. Đại huynh, sao đại huynh ở để kia đệ có áo mão kênh đây đành phải mất bạn hả đại huynh? Biết làm sao được nữa, khi đôi bằng hữu đã có một kẻ cao sang, không sao tránh khỏi mặc cảm gì phân chia giai cấp. Đại huynh, hiền đệ còn gì đi về nhau chăng? Còn chứ, ta xin trao để một nhành bông lúa mới thơm tho, thay cho lời dặn dò khi được cao sang. Chưa quên những kẻ bùng lẫm tay chân nuôi dưỡng nhân sinh, họ là những người ân. Những lớp người đó đã chịu nhiều khinh bạc của những hạng áo rộng mũ cao ăn trên ngồi trước hiền đệ. Hiền đệ ơi, mà bây giờ đệ đã dấn thân vô. Đã tạ đại huynh, tân trọng nhận trong tay nhành lúa mới thơm tho, cùng lời nguyện ước sẽ gìn lòng ký thác. Trong đời đây chỉ có hai người thân yêu nhất là hiền phú Quỳnh Ngã và bạn hữu Nhuận Điền. Hảo bằng hữu, còn uống được nữa không? Nữa không? Để thêm miếng nữa cũng được. Uống, còn uống được thì chơi. Rồi, hết rồi nghe. Uống không được nữa đâu nghe. Đại huynh ơi, uống cạn chai này rồi chai nữa. Cậu Tam ơi, rượu đã cạn bầu rồi chữa thấy sao? Út ơi, hồn lại hâm say tình tri kỳ, ngày mai chia biệt dạng đường mây. Đường Áp ơi, nhìn mái tóc của cậu rối vòng mây tám hướng. Hiền đệ, dạ, ta cảm thấy thẹn cho mình bấy lâu bị ràng buộc phải nợ cân đai. Trọn đời ta sẽ nhớ hoài men rượu An Giang hôm nay, cầm bầu gõ nhịp mà ca bài cảm khê. Hồn cao rộng đại huynh đã vượt ngoài dòng phiền toái, để còn lận đận cựu mang nhiều ân nghe nợ công hầu. Rượu này nồng đến ngày sau, hơi men thay lách ngàn câu thâm tình. Không đưa giảng dầm trường định mà nghe thương nhớ hơn nghìn núi sông. Hay quá.